Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Và trước mắt quý vị các bạn chính là bộ mic Shure với mã số là UGX9 Mark 2. Đây là một sản phẩm được giới âm thanh Việt Nam sử dụng rất nhiều trong cái đoạn thời gian từ năm 2014 đến năm 2020. Lúc đấy cái thị hiếu của người Việt Nam thì lúc nào cũng là Shure là quan trọng nhất, chất âm tốt nhất, sóng sánh ok nhất. Và tại thời điểm đấy thì từ 8, 8 Mark 2, 9 và 9 Mark 2, 10, 10 Mark 2, rồi dần dần nó còn lên nữa. Thì toàn bộ những cái mic này đều là do Trung Quốc sản xuất. Đấy, cái lô đợt đó là Trung Quốc sản xuất. Và cũng rất nhiều anh em mua những bộ mic này rồi và thấy rằng là nó dùng cũng ổn và tiếng mic cũng tốt. Ngày hôm nay thì bên em vừa nâng cấp cho khách một bộ mic. Một bộ mic. Và em có lấy lại bộ mic này. Có thu mua lại bộ mic này. Và ngày hôm nay thì mic vẫn hoạt động hoàn hảo. Và zin 100%. Đúng như lúc khách mới mua. Đây, quý vị các bạn nhìn này. Năm sản xuất như nhìn ở trên đây thì là vào tháng 5 năm 2016. Đấy. Đến những cái dâu này, kẹp này vẫn còn nguyên zin này. Vỏ sơn này là sơn zin nhá. Nguyên bản nhá. Đây. Đây. Đầu tai mic đây. Đó. Chữ xua này bị mất một chút này xíu này. Tem nhá, còn nguyên này, anh em nhìn này. Đến cái mặt giấy bóng hiển thị ở trong đây vẫn còn nguyên này. Đấy, bây giờ mới lột ra này. Đấy nha. Nói chung là chủ nhà dùng rất kỹ. Rất kỹ đấy. Từ năm 2016 đến bây giờ là 8 năm, bộ mic vẫn đang hoạt động bình thường. Và đầu thu đây. Đầu thu thì không có gì ảnh hưởng vì thời gian rồi. Đấy, mặt phay dẫn đẹp. Đầu nặng nhá, đầu nặng trịch luôn. Đấy. Và đây, các bác nhìn cái tem QC này, Part 2 này. Đấy, và tem của năm sản xuất của bên bên Trung Quốc vẫn còn nguyên nhá. Đấy, chính vì thế mà em nghĩ là chúng ta cũng không nên tháo ra làm gì cả. Củ nguồn vẫn nguyên zin theo cái máy Shure luôn. Ngày xưa những bộ này thì các bác đang mua với mức giá là 2 triệu 8. 2 triệu rưỡi, 2 triệu 8 một bộ này đấy. Không hề rẻ đâu nhá. Đấy, và dùng 6 năm. Thì cái mic này vẫn đang hoạt động bình thường. Và tiếng mic còn tốt ở nơi khác ạ. Phụ kiện đầy đủ. Và ngày hôm nay Phạm Thức Audio thu mua lại. Thì bán ra cho anh em với mức giá là bộ này. Là giá là 1 triệu 1 triệu 3. Bao ship cho anh em đến tận nhà. Quý vị các bạn biết rồi. Với mức giá 1 triệu 3 thì chúng ta mua mic dây cũng đã hết rồi. Hai cái mic dây đã hết rồi. Mà đây em lại bảo hành cho anh em là 3 tháng luôn. Mic dây chúng ta còn không được bảo hành một tí nào. Đây, em sẽ bảo hành cho anh em quý vị các bạn 3 tháng. Và đoạn cuối sau này là video test của bộ mic này luôn nhá.